Em xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị, và hôm nay em sẽ lên sóng cho quý vị anh chị một chiếc xe Kia Seltos đây, phiên bản 1.4 Turbo Luxury quý vị anh chị nhé. Sản xuất 2021 và Odo của em nó lại chỉ có cũng là 26.000 km thôi. Ở showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng Long Biên, Hà Nội. Nếu bác nào cân đối cụ thể với chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp hoặc qua trực tiếp showroom bên em. Và bên em thì gồm là dịch vụ 3S, cả chuyên sửa chữa cũng như bảo dưỡng cho khách luôn. Mua bán sẽ là trọn gói luôn các bác nhé. Và quay trở lại với chiếc xe siêu phẩm ngày hôm nay thì đó là một chiếc xe Kia Seltos. Với chiếc xe này thì đặc điểm nhận dạng đầu tiên của em nó là một chiếc xe mà cái khoảng sáng gầm xe so với những đối thủ cùng phân khúc ấy thì em nó là cao nhất quý vị anh chị nhé. Khoảng sáng gầm xe lên đến là 19mm đấy ạ. Nên là thành ra là bác nào mà có đi chiếc xe này thì không phải lăn tăn là bị nó có bị thấp hay không như nào, thì chắc chắn là nó cao nhất trong tất cả những chiếc xe mà các bác đang cân đối nhá. Từ Kona này cho đến Creta đó, tất cả những chiếc xe. Và bây giờ em sẽ đi vào cận cảnh hơn về những cái đường nét. Ok, mọi người nhìn tổng quan cho em về trong phần cốp này. Đấy, chúng ta sẽ đến với thiết kế. Thực sự là cái thiết kế rất là trẻ trung đúng không? Thiết kế ở phần đèn này. Đó, đèn rồi những cái đường nét mạ chrome trên chiếc xe này. Và bây giờ em sẽ đến với phần cốp nhé, để các bác có thể trải nghiệm được tổng quan hơn phần khoang cốp của chiếc xe. Từng đường nét trên chiếc xe thì mọi người có thể nhìn thấy cho em là chiếc xe còn rất là mới đúng không ạ? 2021 thì còn quá là mới rồi. Nên bác nào mà cân đối và mua một chiếc xe lướt lướt thì chắc chắn là chiếc xe này sẽ đáp ứng được cho nhà mình rất là tối ưu. Từng dấu phủ sơn của nhà máy thì vẫn còn nguyên zin 100% các bác nhá. Với một chiếc xe 2021 thì đúng như là một chiếc xe siêu lướt rồi. Tiết kiệm được ít nhất là 100 triệu rồi. Đây là em mới nói là ít nhất thôi, chứ còn nó đã tiết kiệm hơn thời điểm ra xe mới bây giờ, còn cũng nhiều lúc cũng không chưa có hàng. Đấy, lớp dự phòng vẫn còn, bộ đồ nghề theo xe thì vẫn còn ạ. Và bây giờ em sẽ tiến luôn vào phần khoang nội thất của chiếc xe nhé. Khoang nội thất của chiếc xe, mọi người nhìn tổng quan cho em. Một màu kem rất là cá tính và trẻ trung đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là cái tông màu kem này là một trong những cái tông màu mà đương nhiên là nó cũng sẽ có cái nhược điểm, đó là nó sẽ bị bẩn. Nhưng mà để nói thì thực sự là cái tông màu kem thì bao giờ cũng nhìn đập vào mắt cũng rất là thời trang và trẻ trung, cá tính hơn rất là nhiều. Sẽ quay thêm keo chỉ cho các bác để mọi người có thể cảm nhận được chất lượng chiếc xe nó chuẩn như thế nào. Đó, keo chỉ. Từng đường nét cơ bản của một chiếc xe còn rất là mới bên trong, siêu bóng nhá. Rất là đẹp. Thì sự thiết kế của Seltos từ cái thời điểm ra mắt cho đến bây giờ thì vẫn rất là ăn khách. Mọi người vẫn lựa chọn rất là nhiều. Phiên bản này thì nó cũng chỉ đủ những tính năng để dùng thôi, chứ không phải là có quá nhiều option. Drive mode thì chúng ta có 3 chế độ lái các bác ạ. Bây giờ em sẽ mở thêm về phần khoang máy nhá, để mình xem được cận cảnh hơn. Với phần khoang máy của chiếc xe, nhiều bác bảo là 1.4 đi hơi bị yếu, thì chắc là bác em nghĩ là chưa lái thử trực tiếp xe rồi. 1.4 nhưng mà là 1.4 turbo các bác nhé, 1.4 turbo, nên chính vì vậy mà cái khoang không gian cũng như là cái trải nghiệm lái chiếc xe rất là bốc, đi kèm với những cái máy turbo tăng áp ấy, thì khi mà chiếc xe đi vận hành vừa êm ái và cũng như là nó tiết kiệm xăng hơn so với những máy khác rất là nhiều. Mọi người có thể nhìn thấy tổng quan. Đây sẽ là một chiếc xe rất là hợp lý. Bác nào mệnh hỏa nhá. Đó. Kia Seltos 1.4 turbo phiên bản luxury. Chiếc xe này thì đang có mức giá tại showroom em là 699 triệu. Giá trên thì em còn gia lộc cho các bác nữa. Nên các bác cần đồ cụ thể thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.